Chúa cùng anh chị em và cùng thầy. Bài Chúc Phúc Âm theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em cười đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bây giờ có đám đông ngồi chung quanh người và họ trình người rằng: Kìa mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Người trả lời rằng: Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, người nói: Đây là mẹ ta và anh em ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta. Đó là lời Chúa. Nhưng chính phủ Ấn Độ đã quyết định quốc tang
cho mẹ không chỉ 3 ngày nhưng tới 5 ngày. Thưa cộng đoàn, điều gì đã tạo nên sự vĩ đại của mẹ Teresa Calcutta? Chắc chắn mẹ không phải là một người nổi sinh như một người phụ nữ mà 1997 đã ra đi vĩnh viễn cùng với mẹ. Đó là phụ nữ Đài Loan, một con người khác cũng nổi tiếng trên trường chính trị, nhưng con người ấy mong bị lãng quên. Mà hôm nay chúng ta khi gợi nhớ lại cái ký ức về lịch sử ấy, chúng ta lại thấy Thiên Chúa đã tôn trọng những gì là hèn yếu nơi con người, và nhất là chúng ta cũng nhìn lên chân dung của người mẹ trước mặt chúng ta với một thân hình gầy gò, ốm yếu, lưng gù, da nhăn nhăn, nhưng mẹ đã trở nên đẹp và một người mẹ đẹp tinh chất đối với tất cả mọi người. Và thưa cộng đoàn, cái nét đẹp của mẹ không phải ở một sự giàu sang phú quý như công đức đại năng, nhưng mẹ đẹp ở chính sự lắng nghe như Đức Trinh Nữ Maria hôm nay chúng ta nghe trong trình vật. Chúa đã tôn phong ngài là người mẹ của sự lắng nghe, thì hôm nay chúng ta cũng được mời gọi để xin niệm và chiêm ngắm cuộc đời của mẹ Teresa dưới khía cạnh lắng nghe. Mẹ đã lắng nghe không chỉ bằng cái tai thể linh của mình, nhưng mẹ đã lắng nghe bằng cả con tim. Mẹ lắng nghe bằng sự xúc cảm để có thể thấu cảm được nỗi đau của biết bao nhiêu con người đang quằn quại trong đau khổ của thể xác, do bệnh tật, do sự xuôi trừ của xã hội, hay do sự phân cấp giàu nghèo và khủng khiếp ở một đất nước Ấn Độ. Thưa cộng đoàn, mẹ Teresa đã lắng nghe, và rồi mẹ không chỉ lắng nghe trong một vùng lãnh thổ nào đó, nhưng mẹ đã lắng nghe các con cái của mẹ, và nhất là trong tình liên đới với tất cả con cái của Chúa, mẹ đã đi đến hết mọi quốc gia, nhất là những nước thuộc thế giới thứ ba, để mẹ thấy được chân dung của Chúa Kitô đang hiện diện nơi những con người ở những khung nghèo nàn nhất trong xã hội. Và có khi chúng ta thấy những con người ấy họ sống dưới mức nghèo khổ, đáng lẽ hoặc là họ đã không hoặc là được nhìn nhận như một con người bình thường, thì chính mẹ đã lắng nghe những tiếng kêu than đến, để rồi mẹ đã ôm ấp vào trong trái tim nhân hậu của mẹ, để qua cánh tay nối dài với biết bao nhiêu các chị em thời gian bác ái Chúa Kitô đã tiếp nối con đường của mẹ để dẫn được bọn tay như chính Chúa mời gọi, để tiếp nối cái sứ mạng lắng nghe và đến với những anh chị em đang cần đến tình thương của Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, nói đến đây còn lại như đến câu chuyện ở Bình Đức, đó là khi người ta cứu được một bức ảnh được chụp lại sau cơn hỏa hoạn khủng khiếp ở một làng kia, và người ta đã không thể tìm thấy đôi tay của Chúa, và cuối cùng họ đã dừng lại bức tượng ấy trên bệ và ghi dòng chữ dưới chân tượng: "Chúng con xin là đôi tay của Chúa." Thưa cộng đoàn, chúng con xin là đôi tay của Chúa để chúng con có thể ban phát tình thương của chính Chúa cho anh chị em của chúng con. Chúng con xin là đôi tay của Chúa để lan tỏa tình thương của chính Chúa cho những người nghèo khổ. Chúng con xin là đôi tay của Chúa để xoa dịu
nhìn nỗi đau thương, hoặc nhìn lại những anh chị em thấp cổ bé bé trong xã hội không thể lên tiếng, thì chúng con xin làm đôi tay của Chúa để nói thay tiếng nói của họ. Thưa quý bà anh chị em, và đặc biệt quý anh chị em trong ban liên kết Caritas Hạt Phù Nhuận Đức Thần Bình, chúng ta được mời vào, và nhất là chúng ta luôn mang trên mình chiếc áo Caritas tình thương hay lòng bác ái. Điều ấy nhắc nhở cho mỗi người chúng ta phải có một trái tim nhân hậu như Chúa mời vào, và nhất là chúng ta hãy tập lắng nghe bằng chính con tim của chúng ta để chúng ta thấu cảm được tiếng kêu của anh chị em ở nhiều cung bậc khác nhau. Có khi họ đang quan hoài trong sự đau đớn về tinh thần, thì rất cần con tim nhẹ bén của chúng ta mới có thể lắng nghe được tiếng kêu than ấy. Và rồi chúng ta cũng rất cần dang rộng vòng tay của chúng ta từ sự thúc đẩy của con tim, để rồi chúng ta trở nên cánh tay của Chúa, cánh tay mang lại sự bình an, cánh tay xoa dịu những nỗi đau, cánh tay để chữa lành những vết thương do sự thù hận nào đó giữa con người hay trên bình diện quốc gia, để một ngày chúng ta tiếp nối sứ mạng của mẹ Teresa. Bạn không thể làm cho 100 người được đó, thì ít nhất bạn hãy làm cho một người được nói thoại.